Đức thánh cha Francisco chấp nhận đơn xin từ chức của Đức Hồng y McCarrick. Đức thánh cha Francisco đã chấp nhận đơn xin từ chức của Đức Hồng y Theodore McCarrick, tổng giám mục danh dự của Tổng giáo phận Washington. Qua một thông báo, văn phòng báo chí của Tòa Thánh cho biết là từ nay ngài không còn trong hồng y đoàn và ngoài ra, ngài cũng không còn được phép làm bất cứ công tác mục vụ nào. Đức Thánh Cha còn chỉ thị cho Ngài phải tuân hành một cuộc sống cầu nguyện và sám hối cho tới khi các cáo buộc được xét xử theo đúng giáo luật. Đức Thánh Cha cũng đặt Đức Hồng Y Margaret trong tình trạng quản thúc tại một nơi sẽ được cho biết sau. Chiều thứ sáu vừa qua, Đức Hồng Y Margaret đã trình thư xin từ chức lên Đức Thánh Cha Francisco. Nguyên Hồng Y Theodore Margaret, 88 tuổi, từng là tổng giám mục Washington, được coi là một trong số những chức sắc có nhiều uy thế nhất trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ và là một trong những chức sắc cao cấp nhất của giáo hội Hoàng Vũ dính líu đến những vụ xâm phạm tình dục. Theo lời giải thích của linh mục dòng tên James Martin, chủ bút tạp chí, chủ bút tạp chí America Magazine, thì việc từ chức này có nghĩa là ngài không còn được mang danh hiệu là Hồng Y nữa năm 2013, Đức Hồng Y, Ken Patrick O'Brien, Tô Cách Lan, cũng từ chức tổng giám mục St. Andrew và Edinburgh sau khi bị tố cáo lạm dụng tình dục. Thế nhưng, Ngài vẫn còn trong hồng y đoàn. Năm 2002, Đức Hồng Y Bernard Law cũng từ nhiệm tổng giám mục Boston sau khi bị cáo là Ngài đã tìm cách di chuyển các linh mục can tội lạm dụng tình dục trẻ em từ giáo xứ này qua giáo xứ khác, thay bằng việc giải quyết đơn tố cáo của các nạn nhân. Thế nhưng, Ngài vẫn được giao trong một công việc khác tại Tòa Thánh cho đến năm 2011. Ngài qua đời năm ngoái tại Roma. Cựu hồng y Margaret bị cáo tội xâm phạm tình dục một thiếu niên khi còn là linh mục tại New York hồi thập niên 1970. Cáo buộc này đã được Đức Hồng Y Timothy Dolan, tổng giám mục New York, Công khai hóa hồi tháng 6 năm 2018. Đức Hồng Y Đô Lần cho biết một cơ quan pháp y độc lập đã điều tra đội vụ và một ủy ban tái xét bao gồm những chuyên gia luật, chuyên gia tâm lý, phụ huynh và linh mục đã đi đến kết luận là lời khai của nạn nhân là đáng tin và có cơ sở. Vào lúc đó, qua một thông báo, Đức Hồng Y Margaret cho biết không còn nhớ trường hợp lạm dụng này và vẫn tin rằng mình vô tội. Sau đó có thêm một số nguồn khác xuất hiện tố cáo ngài đã bắt buộc họ phải ngủ chung tại một nhà nghỉ mát ở bờ biển New Jersey khi họ còn là chủng sinh. Mặc dù đã nghỉ hưu, thế nhưng ngài vẫn tích cực đóng góp trong các sinh hoạt quốc tế, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề nhân quyền. Ngài cũng tích cực trong nỗ lực đối phó với tình trạng các linh mục công giáo bị cáo buộc lạm dụng tình dục tại washington ngài nổi tiếng là người lưu tâm đến tình cảnh của những người kitô hữu và các tôn giáo thiểu số ở trung đông ngài cũng là người có nhiều uy tín đối với các chính trị gia từ nhiều phía